Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Tiếp tục hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú anh chị mình một cây sứ ghép thần tài, con ghép từng nha. Cây này thân tím nha cô chú anh chị mình ha. Thân của nó thân tím nha. Đó. Thân tím nha cô chú anh chị mình nha. Cây này thân tím nhưng mà củ nó không có tím. Cái thân nó tím thôi, củ không tím nha. Đó. Cây này hiện tại đang cho nụ nha cô chú anh chị mình. Ai nhận ở chành xe ha, hoặc là gửi nguyên chậu được thì con xếp nguyên chậu về mình chơi bông luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, về mình để vậy mình chơi luôn. Cây này hiện tại đang nằm trong chậu C12 nha cô chú anh chị mình. Cây này con ghép 2 tầng, tầng dưới có 2, 4 nhánh, tầng trên có 2 nhánh nha cô chú anh chị mình. Đó. Cây này con xin bán giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300 ngàn ha. 300 ngàn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, tại vì cây này nó có tím ở trên thôi, còn cái thằng cũ nó không tím nha cô chú anh chị mình. Cho nên con bán cái giá với 300 ngàn nha cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Cây này cũng nằm trong chậu C12 luôn nha cô chú anh chị mình. Cũng ghép trên nền sứ là Somaland luôn nha cô chú anh chị mình nha. Ghép trên nền sứ Somaland. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Cây này mà nó cho bông rất đẹp luôn á. Bông mà nó gộ bông rồi là nó 2 tầng rất đẹp ha cô chú anh chị mình ha. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip.